chạy ngặt trời. Candy, chuyện này là thế nào? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cô đừng hỏi tôi tại sao. Cậu dám phản bội lại lời thề của nhóm ít con à? Lời thề à? Em hãy cho nó biết thế nào là lời thề đi. Lắm. Em bỏ nhóm Mickey theo bọn anh là một quyết định đúng đắn. Bây giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi bí mật. Creep.
này chính là nơi cất giữ vũ khí của bọn Alibaba. Tại sao cô lại đi về đây? Tôi ở đây không biết làm gì, nên đi tham quan ngôi nhà. Mà sao ở đây các anh để nhiều súng thế? Cô nên biết ít thôi. Đi đâu rồi? Em không biết. Nãy giờ em không lấy canh mà. Đi tìm cô ta ngay. Vâng. Tôi không sao. Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại đánh anh? Tôi cũng không biết nữa. Được rồi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi đuổi theo bọn nó. Đi thôi. Đây là một cái bẫy. Thank you.
lại. Đợi chị lại đến tôi xử lý. Kế hoạch chúng mày làm thế nào rồi? Bọn em đã làm đúng theo kế hoạch của chị, đã tách được nhóm Minh Cơn ra rồi ạ. Chúng mày làm tốt lắm, đi theo tao. Xem chị đã đến chưa? Ok. Đừng để thoát. Mày, anh mau bỏ súng xuống. Đây là một cái bẫy của chúng. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mày, nó sẽ có chuyện gì? Okay. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Okay. Thời tiết này đi bơi là hợp lý nhất đấy Kelly ạ. Mình đi bơi đi. Ừ đi. Iron Man, lùi lại!
Tôi vẫn, chúng tôi không phải là người xấu đâu. Con người là ai? Tôi là Phú Mắc, còn đây là Iron Man. Tôi đang đi tìm việc Cú Cá Mập. Mà các anh có biết Cú Cá Mập cứu tôi mà tới không? Không biết nữa. Hai anh em tôi đang đi câu, Cú Cá Mập tấn công. Cú quái vật này từ đâu tới? Lại hung hăng vậy chứ? Nếu chúng ta không thể tìm ra nguồn gốc thì rất khó có thể tiêu diệt sạch bọn chúng. Tôi mệt lắm rồi. Cậu tưởng mình cậu mệt chắc? Tôi cũng hết sức rồi. Chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi. Tôi đói lắm rồi. Cậu có gì ăn không? Tôi cũng đói lắm. Này, cậu ăn đấy. Ôi, hoa quả kìa. Đi đi đi. Đúng là dễ bị lừa rồi đấy. Iron Man, cậu bị hết năng lượng rồi. Để tớ đưa cậu về căn cứ. Sao cậu không nói sớm? Tớ mệt bệnh đói lắm rồi. À thì tớ tự nhiên quên mất là mình còn căn cứ. Mà căn cứ của mình không có gì có thể đột nhập vào được. Này, cho con sao với.